about that rose or not. Trang phục lót của phụ nữ Hà Nội đã được quan tâm. Đình Quang Lộc, số 93 Hàng
số 76 Hàng Buồm, nơi thờ thần Nam Đỗ, vị thành hoàng của kinh đô Thăng Long và cũng là vị thần trấn phía đông thành phố. Tương truyền thần hóa làm ngựa trắng chỉ lối cho vua Lý Đắc Thành, nên đền gọi là Phật Mã. Đến Mã Mễ, ta có thể bỏ qua di sản kiến trúc cổ nhà 87 phố Mã. Đây là ngôi nhà ống điển hình của một gia đình khi thơ Hà Nội, với phong cách trang trí nội thất truyền thống. Qua đó, có thể hiểu một lối sống của một hộ dân có nề nếp tác phong thanh lịch văn minh. Chứng kiến ông đồn múa bút lông trên giấy điệp tạo tấm thư pháp thấm đậm hồn người, hoặc nghe một bản ca trù của người xưa qua giọng hát yêu luyện được tiếng đàn đánh nâng lên và nhịp cách đồ dồn như mưa rơi trên bề mặt. Ở đây còn trưng bày nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề Hà Nội. Có thể mua làm quà lưu niệm mà không cần phải đến nhiều nơi. Cách ngôi nhà cổ vài chục bước chân là đền Hương Tượng ở số 64 thờ Nguyễn Trung Ngạn, người cùng giữ chức kinh sư đại soạn đứng đầu tỉnh thành Thăng Long vào thế kỷ 14 đầu Trần. Ngoài sang hàng bạc, ta đến với một phố nghề với ba ngành hàng là làm đồ kim hoàn nữ trang của dân làng Định Quân Hà Nội, nghề trang bạc của thợ đồng sơn Thái Bình và nghề đúc bạc nồi tiền của người Trung Quốc Hải Dương. Trường đúc bạc ở số 15, đình Kim Ngân ở số 42, vốn là cơ quan của triều đình quản lý thu nhận bạc nghệ thành phẩm. Bạn có thể dừng chân trước chiếc tủ kính nhỏ, xem nghệ thợ cần mẫn những sợi vàng sợi bạc mỏng manh làm đồ đầu nhỏ như